Dạ. Ok. Một thế em chào một thế giới đúng không anh? Hay là khỏi? Không cần chào. Dạ. 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 Dạ rồi. Dạ. Băng Di xin gửi lời chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay thì Băng Di rất là vinh dự khi là được chọn là một trong những vị đại sứ của lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2024. Thì thật sự là Di là một fan hâm mộ của lễ hội áo dài từ rất là nhiều năm trước rồi. Năm nào mình cũng xem rất là nhiều hình ảnh và thông tin cũng giống như là video clip của lễ hội áo dài. Và lúc mà mình xem á, thật sự cái cảm giác của Di lúc đó là Di rất là thích. Di không biết sao mà Di có một cái mơ ước ở trong lòng mình là không biết khi nào mình mới được đồng hành cùng với lễ hội áo dài.